Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương Uống. Hôm nay bên đơn vị Hương mới ra lò một siêu phẩm được tọa lạc là gần ngay chỗ ngã ba Tân Kim trên trục đường quốc lộ 50. Mẫu nhà ngày đây sang quý phái sang trọng lắm anh chị ơi, nằm trên con đường đá xanh rộng tầm khoảng là 6 mét, xe hơi xe tải mình di chuyển đến nơi. Con đường này thì chuẩn bị cũng có chỉ tiêu sẽ lên nhựa anh chị ha. Thì khu vực ở bên đây bên đơn vị Hương xây cũng rất là nhiều nhà, ở vài tháng nữa thì cũng sẽ mở bán hết khu này cho quý anh chị, nên khu vực này nhìn nó rất là đông đúc luôn anh chị ha. Đường thông vào phía bên trong luôn, dân cư ở tấp nập luôn, bảo đảm mỗi nhà này sẽ không làm cho quý anh chị mình thất vọng đâu ạ. Nhà mình thì được tọa lạc là quầy sau lưng của bến xe buýt Hưng Long. Quý anh chị có đi xem thì cứ chạy đến ngã ba Tân Kim hoặc là ngay chỗ bến xe buýt Hưng Long liên hệ cho Hương Uống để ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế nha. Cam kết đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không xạo, không ảo, không làm tránh mất thời gian của quý anh chị. Với một cái diện tích ngang 4, về vào tới tận là 20, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh nha. Sổ hồng riêng đầy đủ, giá tổng đúng 2.650 tỷ, cần được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ. Đây là cái mặt dựng của ngôi nhà mình, thiết kế vô cùng là xinh luôn. Làm cái khung cửa ở phía ngoài sẽ là khung vòng tròn anh chị ha. Ở ngoài vẫn trang trí cho mình những cái hệ thống đèn LED đây. Cái đèn là đèn LED nha, chiếu sáng bữa tối rất là đẹp lung linh luôn anh chị. Bước vào trong sẽ là lớp cửa thứ hai bằng sắt sơn tĩnh điện, 4 cánh vô cùng là dày dặn luôn. Ở đây là khu vực không gian sân. Sân này rộng lắm, quý anh chị có xe hơi chạy vào tới bên trong ngôi nhà luôn. Về á thì mình cứ làm mấy tôn, mấy hiên mình che ra thôi, che nắng, che mưa để mình đậu xe sẽ được thoải mái hơn. Ở đây thì trồng cho mình một cái dàn tiểu cảnh nữa nè, đi cho mình những cái hệ thống đèn LED nè, trông rất là xinh và bắt mắt. Ở ngoài đây cũng làm luôn cho mình một cái vòi nước nè, cho mình rửa xe, rửa sân. Và bước vào trong thì sẽ là một cái khu vực không gian phòng khách, sẽ đụng cái lớp cửa đầu tiên. Lớp cửa này là cái lớp cửa thứ hai anh chị ha, bằng sắt sơn tĩnh điện, kính cường lực di chuyển rất là nặng tay. Gia chủ có nói với Hương Ú là sẽ tặng hết toàn bộ nội thất cơ bản bên trong ngôi nhà luôn, quá tuyệt vời. Và bên nhà mình thì cũng setup hết riêng rồi, setup chất BBC nên bước vào nhìn nó rất là sang và lung linh luôn anh chị. Bây giờ đa số người ta rất là thịnh cái mẫu dạng mà setup BBC này, thì người ta thiết kế trông cũng rất là lung linh anh chị ha. Như là bộ ghế sofa nè, phía sau này nè thì trang trí cho mình một cái giá rồi, rồi đi cho mình những cái hệ thống đèn LED đó nè, quý chị quan sát đó, rất là đẹp nè, rất là xinh. Và ở dưới tủ á thì sẽ làm cho mình cái tủ dược hộp luôn, trang trí sẵn cho mình những cái hình nộm rồi nè. Và bên đây á thì sẽ làm cho mình là một cái tủ cho mình đựng tivi, cái kệ sẵn luôn. Ở bên vách này thì sẽ là cái vách tranh anh chị ha, tranh 3D. Và trên á thì sẽ là trần thạch cao, rồi ở giữa thì sẽ là bóng đèn thòng, rồi đi cho mình những cái hàng đèn và chỉ viền luôn, chỉ viền mạ vàng ha. Đó, và hệ thống đèn lon đầy đủ hết. Kế tiếp á, thì sẽ cho mình là một cái khu vực không gian cầu thang để mình bước lên trên. Đối diện cầu thang á, thì sẽ cho mình là một cái khu vực dược hộp thứ hai, rồi dắt BBC và đi những hệ thống đèn. Ở đây mình gắn cái đồng hồ gì nữa thôi là đẹp lung linh luôn á anh chị. Và ở đây á, là một cái khu vực không gian bếp, sẽ lắp cho quý anh chị mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Cái khúc mà cái tủ bếp của mình vẫn đi hệ thống đèn màu trắng luôn, và ướp gạch cho mình, gạch cho mình luôn, bóng kính ha. Và ở khu vực này thì bếp sẽ lót đá hoa cương bồn inox 304 rất là chắc chắn và dày dặn. Và đối diện cầu thang đối ngược lại thì sẽ làm thêm một cái tủ dược hộp nữa, tha hồ cho quý anh chị trang trí ngôi nhà mình cho nó được đẹp và sinh động. Ở trên thì sẽ gắn luôn cái quạt xay ngay chỗ khu vực không gian bếp để mình nấu nướng hay là ăn uống, nó cũng được mát mẻ. Và đối diện bếp á, thì có luôn một cái tủ cho gia đình mình cũng trang trí nè, trang trí sơ sẵn cho quý anh chị, về thì thích thì để, không thích thì dẹp bỏ, mình mua những các ưu phẩm khác mình gắn vào anh chị ha, mà đừng có bỏ uổng lắm, nhớ gọi Hương, Hương cho Hương ha. Hương đem về Hương trưng nhà Hương cũng được. Rồi qua đây là cái phòng cuối cùng, ủa không phải, đây là cái phòng ở dưới phòng ngủ tầng trệt cho quý anh chị. Phòng cũng rộng rãi nè, vẫn dán bức tranh cho mình rất là đẹp, ở đây thì ướp giác nè. Và ở trên thì đi cái hệ thống ống đồng che chờ sẵn, có cửa sổ mát mẻ trần rất là cao. Cửa phòng của mình thì sẽ là cửa gỗ anh chị ha, rất là chắc chắn. Có phía sân sau cho quý anh chị mình luôn, sân sau cũng rộng, về thì mình cứ làm cái mái che ra. Máy giặt thì có thể để đây, đầy đủ hết. Nhà vệ sinh thì trong đây đầy đủ, như là bồn cầu nguyên khói, giò sen, giò xịt,
cường và lavabo, kính tập đầy đủ. Hết ngôi nhà rồi, một ngôi nhà chỉ có 2,650 thôi và đủ tiện nghi hết cho quý anh chị. Mẫu này mà gia đình mình đi làm như là quận 6, quận 7, quận 8 thì về đây Bình Tân, về đây tầm khoảng là từ 20 cho đến 35 phút thôi, cũng gần lắm, không xa đâu anh chị ha. Một mẫu nhà giá rẻ gần nhất đó là bến xe quận 8, từ quận 8 mà mình về đây thì tầm khoảng 20 phút thôi, tùy theo xe quý anh chị mình chạy như thế nào nhé. Bây giờ thì Hương Ú mời quý anh chị di chuyển cùng Hương tiến lên khu vực không gian tầng 1 để mình khám phá thêm nhé. Quý chị thân mến, Hương Ú đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1. Cầu thang bước lên sẽ chầm cho mình một khu vực không gian giếng trời. Và ở đây thì sẽ là một cái bóng đèn phòng nữa. Trên này thì sẽ cho mình là tới tận 3 phòng với là một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh mình để cuối giải cũng rộng lắm anh chị, đầy đủ hết, tường gạch ốp lát lên tới trần đến nóc luôn. Qua đây là sẽ là cái phòng ở cuối dãy nhà. Gia đình mà có thành viên tầm khoảng là từ 4 đến 6 người, 7 người về ở thoải mái ha. Phòng rộng nữa, nhấn nhá chi tiết rất là xinh. Mẫu nhà tân kim bây giờ rất là hot chị, anh chị ơi. Cái mẫu này rất là hot luôn á. Rồi, đây là cái phòng ở giữa. Ở trần trên thì cũng đi chỉ viền nè. Ống đồng đầy đủ hết rồi. Như là chính tay tự mình thiết kế. Đây là mẫu nhà xây riêng lẻ nha, trên đất full thổ cư 100% luôn anh chị. Qua đây sẽ là cái phòng cuối cùng. Quý chị thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ. Phòng này rộng lắm, rộng thênh thang. Có cái ban công xuyên suốt luôn. Ban công này cũng to lắm á. Ra đây nè, thì quý anh chị có thể quan sát được mọi vật cảnh, nhà cửa, ở tấp nập luôn. Đông người ở lắm anh chị. Không thua gì Sài Gòn mình đâu ha. Nhà ở nè. Đất của mình là đất ở tại đô thị anh chị ha. Quý anh chị giờ di chuyển cùng Ú tiến về khu vực không gian nhà dưới nha. Hương sẽ một lần trao đổi về thông tin ngôi nhà. Và nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ cái mẫu nhà ngày hôm nay để gửi đến cho quý anh chị rồi. Giờ thì em xin trao đổi lại, nhà với một cái diện tích ngang 4m dày vào thì tới tận là 20, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và một phòng thờ. Hai nhà vệ sinh, có sân trước đậu xe hơi, sân sau hướng gió trời. Hướng nhà của mình là hướng chính tây, giá tổng đúng 2,650, còn được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ cũng sẽ có ngân hàng hỗ trợ vay. Nếu như tài chính quý chị thấp, chỉ cần thanh toán trước 50% giá trị của ngôi nhà thì quý chị có thể xách vali dọn đồ vào ở, còn bao nhiêu thì bên Hương sẽ hỗ trợ cho mình vay vốn nha. Đây là mẫu nhà mới hoàn toàn 100%, sẽ tặng full toàn bộ nội thất cơ bản bên trong, được tọa lạc là gần ngay chỗ ngã ba Tân Kim cho trục đường của quốc lộ 50. Thì quý chị có đi xem thì Hương Ú hẹn quý anh chị mình là hai địa điểm, sẽ có hai hướng để quý anh chị mình vào đây. Một thì quý anh chị có thể di chuyển là con đường quốc lộ 1A chạy vào đường Đoàn Nguyễn Tuấn tới bến xe buýt Thăng Long liên hệ cho Ú, và con đường thứ hai là quý anh chị mình đi ngay cổng thình quốc lộ 50 tới ngã ba Tân Kim vẫn liên hệ cho Hương Ú nha. Hương Ú sẽ ra đón quý anh chị, cam kết đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, không xạo không ảo, không làm tránh mất thời gian của quý anh chị đâu. Quý anh chị xem đây rồi nhớ đăng ký kênh cho Hương nha. Hương rất là cảm ơn quý anh chị, chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý. Giờ thì Hương xin chào và hẹn gặp lại.